Hướng dẫn cách chế biến món ăn thô cho trẻ. Trong quá trình cho bé ăn dặm, ngoài việc bổ sung dưỡng chất cho bé thì việc tập cho trẻ ăn thô dần cũng rất quan trọng. Đây là một bước tiến giúp cho bé làm quen với thức ăn thô và hoàn thiện trong quá trình bổ sung dinh dưỡng sau này. Qua video này, thạc sĩ bác sĩ Phạm Lan Hương, bác sĩ nhi, Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Vinmec Time City sẽ gợi ý mẹ một số cách chế biến món ăn thô cho bé, mẹ thử áp dụng nhé! Giai đoạn 1-6 tháng tuổi. Khi bắt đầu tập ăn dặm, trẻ thường chỉ nuốt chửng thôi nên mẹ nấu cháo loãng theo tỷ lệ 1:10, một gạo 10 nước, sau đó dây qua lưới nhuyễn và hòa thêm nước đầy xì để làm cháo loãng hơn. Bé mới ăn dây khoảng 2 cho đến 3 lần sau khi đã quen dần giảm dây còn 1 lần nhé. Đối với các loại củ, các mẹ nên dây ngay sau khi hấp luộc, khi còn nóng dây sẽ dễ dàng hơn. Đối với các loại rau, cho bé ăn phần lá rau bởi vì lá mềm hơn và nhiều chất dinh dưỡng hơn. Khi hấp luộc chín, mẹ dùng chảy cuối dã nhuyễn rồi sau đó dây qua lưới. Độ thô giai đoạn 1. Đầu giai đoạn này, thức ăn ở dạng loãng sánh hơn sữa một tí, nửa sau thức ăn mịn nhưng thành phẩm giống sữa chua là được. Kỹ năng của trẻ ở giai đoạn 1. Lưỡi của trẻ có phản xạ đưa và đẩy thức ăn từ đằng trước ra đằng sau rồi nuốt chửng. Nửa giai đoạn đầu ăn một bữa chính, nửa sau giai đoạn kèm thêm một bữa phụ, nhưng loại rau củ được chọn ở giai đoạn này thường là rau củ, bí đỏ, cà rốt, bí ngòi, khoai tây, khoai lang, củ cải, bí xanh, súp lơ, sao bina, rau ngót, rau dền, mướp, v.v. Trái cây, chuối, bơ, lê, táo, đu đủ, xoài, đào. Giai đoạn 2, 7 cho đến 8 tháng tuổi. Ở giai đoạn này, cháo nấu theo tỷ lệ là 1:7, một gạo 7 nước. Nửa đầu của giai đoạn 2, cháo nấu chín xong vẫn cần dây, 8 phần dây, 2 phần nghiền bằng muỗng. Nhưng khi bé từ khoảng 7 tháng rưỡi cho đến tháng thứ 8 thì không dây mịn nữa mà cho bé ăn thô hơn, chỉ cần nghiền bằng muỗng là được. Đối với rau củ, nửa đầu giai đoạn củ quả hấp luộc, củ quả cần nấu nhừ sau cho dùng hai ngón tay nhẹ nhàng bóp nát là được, thì 8 phần dây, 2 phần dùng nĩa dầm nát, tăng thô dần sau vài ngày đến nửa giai đoạn sau, củ quả thái hạt lựu như hạt đậu đen luộc nhừ. Đối với nhóm đạm, cá hấp luộc miết tơi trên bàn mài đinh, khi còn nóng, thịt băm nhuyễn hòa với nước rồi nấu với lửa nhỏ. Thường thì cá miết nó sẽ tơi ra nên giữ nguyên cấu trúc này cho bé ăn, còn đối với thịt băm nhuyễn nhưng vẫn còn to, mẹ có thể dây lại qua lưới 8 phần, 2 phần còn lại giữ nguyên cấu trúc đó và tăng thô dần tương tự như rau củ. Độ thô giai đoạn 2. Thức ăn mềm như đậu hũ non. Kỹ năng của trẻ ở giai đoạn 2. Sau giai đoạn nuốt chửng, giai đoạn này lưỡi của bé có phản xạ đẩy thức ăn lên xuống giữa hàm trên và hàm dưới để làm tan thức ăn, nên lúc này cháo không cần dây nhuyễn bé vẫn có thể ăn được. Giai đoạn này bé sẽ bắt đầu ăn hai cữ chính, một cữ phụ. Lúc này có thể giới thiệu cho bé ăn lòng đỏ trứng gà, 1/3 lòng đỏ và xem phản ứng. Tiếp đến là thịt cá trắng, cá lóc, cá chép, cá chẽm, cá tuyết, cá bơn, cá hồi, cá ngừ, lườn gà, tôm sông, lươn, cua đồng, bồ câu, thịt heo, thịt bò. Giai đoạn 3, 9 cho đến 11 tháng tuổi. Sau khi đã làm quen với thức ăn được một khoảng thời gian rồi, bé đã có thể nhai thành thục hơn, nên mẹ hãy nấu cháo với tỷ lệ 1:5, một gạo, 5 nước. Cháo nấu chín kỹ xong, cho bé ăn nguyên hạt. Sau đó cuối giai đoạn này có thể tăng dần thành cháo sệt nguyên hạt, cháo đặc nguyên hạt theo tỷ lệ 1:3, một gạo, 3 nước. Đối với rau củ, củ quả thái to hơn giai đoạn trước như hình que, tầm 5mm để bé tập nhai. Đối với nhóm đạm, lúc này có thể làm đa dạng hơn về khâu chế biến như hấp, xào, luộc, chiên. Độ thô giai đoạn 3, độ mềm của thức ăn như chuối, kích thước to như hạt đậu đỏ là được. Giai đoạn này nhiều bé đã ăn thô khá tốt, mẹ có thể cho bé tự cầm ăn nhé. Kỹ năng của trẻ ở giai đoạn 3. Lưỡi của trẻ đã bắt đầu có phản xạ đưa thức ăn sang bên trái và bên phải, lúc này hàm đã có phản xạ nhai. Vẫn giữ nguyên hai bữa chính một bữa phụ, lúc này có thể giới thiệu cho bé ăn các loại cá biển, loại nhỏ, tôm biển, 10 tháng, cua biển, mực, nội tạng, tim, gan. Giai đoạn 4, 12 cho đến 18 tháng. Lúc này cấu trúc thức ăn của bé tương đối hoàn chỉnh, bé có thể ăn được những đồ cứng và có thể cắn bằng lợi. Để đảm bảo phù hợp với nhu cầu nhai của các bé, các mẹ nên chế biến thức ăn nhiều hình dạng với độ cứng đa dạng hơn. Đầu giai đoạn, bé có thể tập ăn cơm nát, ở giữa và sau giai đoạn bé có thể ăn cơm mềm như người lớn.
Đây cũng là thời gian lý tưởng mà mẹ có thể giúp bé tự lập bằng cách tập tự xúc ăn. Đối với rau củ hấp luộc mềm cắt nhỏ tầm 1cm. Đối với nhóm đạm, lúc này trẻ cũng ăn đa dạng hơn, cá thái hạt lựu lăn qua bột mì chiên giòn, làm chả hoặc kho mềm. Đậu phụ có thể để nguyên miếng khi ăn sắn từng miếng cho bé ăn, thịt có thể hầm với rau củ cho bé ăn. Độ thô của giai đoạn 4, thức ăn làm nhiều hình dạng đa dạng hơn, độ cứng tương đối như thịt để bé tập nhai. Kỹ năng của trẻ ở giai đoạn 4, lưỡi của bé di chuyển thuần thục hơn, răng của bé đã có phản xạ nhai tốt, lực mạnh hơn. Giai đoạn này bé đã ăn như người lớn, gồm 3 bữa chính và 1 bữa phụ. Bé bắt đầu ăn các loại hải sản có vỏ cứng như sò, hến, ngao, hào, lòng trắng trứng. Bác sĩ Hương mách một số tip nhỏ cho mẹ như sau. Công thức nhỏ giọt. Khi mới bắt đầu cho bé ăn dặm, múc một thìa cháo cho cháo nhỏ giọt xuống bát, lúc này sẽ nhỏ giọt nhanh cỡ 1 giây trên 2,3 giọt. Sau đó vài bữa ăn tăng dần 1 giây trên 1 giọt và tiếp tục ăn tăng dần lên. Tới giai đoạn 7-8 tháng thì thìa cháo phải 5 giây mới nhỏ 1 giọt vì lúc này đã ăn cháo đặc hơn. Giai đoạn 9-11 tháng thì cháo không nhỏ xuống nữa. Khi cho bé thử một thực phẩm nào đó thì đầu tiên các mẹ nên cho bé ăn từ ít đến nhiều để xem phản ứng của bé nhé. Nếu chưa quen, bé có thể dễ bị ọe nhưng cha mẹ đừng quá lo lắng, bé sẽ hết tình trạng này sau vài hôm nếu chúng ta tăng thô từ từ đúng cách. Trong quá trình bé ăn dặm, tăng dần độ thô của thức ăn theo từng giai đoạn phát triển của bé là bước rất quan trọng để bé làm quen dần với thức ăn thô và hoàn thành tốt kỹ năng ăn uống. Cha mẹ hãy cùng bé yêu kiên trì trong giai đoạn này nhé! Nếu bạn thấy video này hữu ích, hãy chia sẻ và hãy ấn subscribe kênh YouTube của Vinmec để cùng cập nhật thêm nhiều video về y tế và kiến thức chăm sóc sức khỏe khác.